trời ơi, có nhiêu đó à, làm đổ đồ của tôi hết trơn. Xin lỗi anh, không giữ được. Đúng là cây độc không trái, gái độc không con mà. Em với anh đi hồn đi. Nhanh cái chân cái tay lên. Rồi má đi như vậy má có thấy trời nắng không? Đi như vậy rồi biết chừng nào mới về tới nhà. Má mệt quá à. Má xách mỏi quá trời luôn, con xách phụ má đây. Trời đất ơi. Vậy chứ lúc má ở nhà má ăn cơm á, sao má không nói với tôi á là giờ má già yếu rồi, thôi con cho má ăn ít thôi để tiết kiệm cơm gạo cho con. Giờ xách có một xíu than rồi là sao? Mẹ ơi, con mệt quá mình ngồi nghỉ được một tí được không mẹ? Nghỉ cái gì mà nghỉ, dễ rồi đó. Trời ơi, mới mang bầu có một lần thôi à. Hồi xưa hả, tôi đẻ năm 1 không á, bụng bầu rồi tai ẩm rồi sách, mà còn phải lo cơm nước cho cả nhà bên chồng nữa đó. Nhưng mà con mệt quá mẹ ơi. Làm biếng á, nhìn cái mặt là thấy biết làm biếng rồi. Lẹ về. Nhanh lên. Bác có sao không bác? Bác ơi, bác có sao để con cầm phụ cho. My ơi, con có khỏe không? Cho mẹ xin lỗi nha. Hồi xưa mẹ đối với xử với con rất là tệ bạc, đúng là quả báo nhãn tiền. Bây giờ mẹ bị đối xử y như vậy. Trời đất ơi, má có biết là tôi đi nguyên cái đoạn đường xa tôi phải hoành lại đâu kiếm má không? Mắc gì chịu nhưng không đi, đứng nhiều chuyện với bà này vậy? Cô kia cô ăn nói gì kỳ vậy? Cái chân của bác đau với bác già rồi, bác té tôi đỡ bác lên thôi, nhiều chuyện gì ở đây? Nè, chị biết cái gì mà nói. Má tôi á, tôi rành lắm. Nay bà đau này, mốt bà đau cái kia. Bây giờ trò đau ốm bệnh tật như vậy á, để bà trốn việc nhà đó. Tôi hiểu bà quá mà. Tôi biết nhiều hơn cô nghĩ đó. Tôi dạy cho cô vài chữ nha. Làm con chỉ hiếu cho tròn, bất nhân bất hiếu con mình noi theo. Bây giờ mẹ thấy có lỗi với con lắm. Con là một con dâu tốt mà mẹ không biết trân trọng. Bây giờ mẹ bị quả báo rồi đó. Đáng đời mẹ lắm rồi. Chuyện đã qua lâu rồi, con không nghĩ gì đâu. Bác nhớ nhìn sức khỏe nha. Con đi đây.